Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tesla Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp các diễn biến trong phần trước đó, sau khi Rutura đánh bại Michael, thì sự chú ý của bản dân tin hạ lập tức tập trung vào Masayuki, nhân vật phụ của bộ truyện nhưng lại là nhân vật chính trong mọi hoàn cảnh. Lúc này, Masayuki tự nhiên cảm thấy có điều gì đó rắc rối sắp xảy ra. Đấy là khi các kỵ sĩ vương đồ xuất hiện. Dĩ nhiên, mục đích của họ là thứ khiến Masa lo ngại. Là người hộ tống cho hoàng đế, Minut lập tức đứng ra từ chối yêu cầu diện kiến. Lý do đại loại là muốn gặp thì phải hẹn trước, còn nếu muốn thì cứ nói chuyện với tùy tùng của hoàng đế cũng được. Sau đó thì Masayuki đứng bên cạnh hóng hớt cuộc trò chuyện và giật cứ mình vì nội dung của nó rất đáng lo ngại. Nhà vua đã bị ám sát, việc này không liên quan gì đến Masayuki, nhưng thanh niên lại được xem là một nhân chứng quan trọng. Nghe đến đó, trái tim của Masa đập nhanh vì căng thẳng. Trải qua nhiều khó khăn nên cậu luôn nghĩ rằng mình đã quen với nó, nhưng không phải vậy, nhát gan thì vẫn là nhát gan mà thôi. Tóm lại, Masayuki không muốn mình bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Tôi xin lỗi vì khiến cậu dính vào vụ này, đó là Hinata. Cô ấy nhẹ nhàng xin lỗi sau khi nhận thấy nhân cách của Masayuki đã quay trở lại. Tiếp lời, Hinata giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Masayuki. Tóm lại, Reiner đã giết vụ Archie và đổ lỗi cho cô. A đậu xanh, Masayuki hết cả hồn khi nghe thấy điều đó. Đức vua bị ám sát không phải là chuyện nhỏ. Lý trí mách bảo anh chàng tuyệt đối đừng dính vào vụ này, nhưng thực tế lại không cho phép. Masayuki rất muốn phàn nàn nhưng biết nói với ai bây giờ. Vì là nhân vật quan trọng nhất ở đây nên cậu phải đứng ra dàn xếp việc lớn như thế. Và thế là trong tiếng hò reo của mọi người, Masayuki tiến lên một bước và bắt đầu làm y như những gì mình đã tập luyện. Nghiêng đầu một góc và nhìn xuống. Sau 2 giây trầm lặng, thanh niên quay đầu về phía trước và nhìn vào các fan hâm mộ. Đây là lúc cậu cảm nhận được sự phấn khích của mọi người dành cho mình khủng tới mức nào. Những thứ anh Rimuru dạy có hiệu quả một cách đáng sợ. Đúng vậy, các hành động theo kiểu Michael Jackson mà Masa vừa làm là do chủ tịch bày ra. Đúng hơn thì nó là kết quả từ những phân tích của Seo. Nghe đến đây là đủ hiểu Rimuru tận dụng Seo triệt để đến mức nào rồi anh em ạ. Soạn nhạc, tái tạo nguyên liệu, xử lý hồ sơ, rồi giờ thêm cả vụ tư thế lấy lè với mọi người nữa. Và có Seo nhúng tay vào thì hiệu quả khỏi phải nói rồi. Bằng cách thêm các cử chỉ được tính toán để thu phục lòng người đó, hiệu ứng từ kỹ năng của Masayuki sẽ được tăng cường. Chưa kể vì nó đã tiến hóa thành kỹ năng tối thượng anh hùng vương, nên hiệu quả đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Mọi người hãy bình tĩnh, tôi cần mọi người bình tĩnh và nói cho tôi biết những gì đã xảy ra. Khi nghe những lời vàng ngọc của Masayuki cất lên, dòng người hào hứng đồng loạt im lặng để lắng nghe. Phản ứng của họ khiến thâm tâm Masayuki chấn động tột độ. Thế mèo nào, mình có sức ảnh hưởng ghê vậy nè. Từ đó thanh niên lại rơi vào hoang mang. Giờ đâm lao rồi phải theo lao thôi, cứ đứng như chờ chồng tiếp cũng không giải quyết được gì. Đừng hoảng sợ và làm mất thời gian của người khác. Nghĩ đến đó mà sao quyết định nói ra những gì mình cần nói. Thực tế thì từ khi cậu quyết định trở thành hoàng đế, Rimuru cũng hỏi ý kiến từ cậu rất nhiều lần. Phải rồi, là người đứng đầu đế quốc nên mọi quyết định của cậu có thể ảnh hưởng đến sống chết của người khác. Từ đó mà sao hiểu thêm được một chút về tầm quan trọng của mình. Chưa kể cũng có rất nhiều người ủng hộ cậu trên con đường làm hoàng đế lẫn đường đời. Vì thế giờ thanh niên cho rằng mình có thể nhập vai một cách hợp lý. Bên ngoài thì điềm tĩnh thế thôi, chứ bên trong thì loạn tới mức muốn về nhà đắp chăn coi anime rồi. Hỡi tất cả mọi người, điều gì là đúng, điều gì là sai? Tôi nghĩ rằng khung cảnh này đã nói lên tất cả. Nếu mọi người khôn ngoan thì không cần tôi nói cũng biết đâu mới là câu trả lời đúng. Tôi muốn mọi người tin vào câu trả lời đó, vì tôi cũng tin vào mọi người. Câu nói của Masa không có gì khác ngoài ý nghĩa, mọi người nghĩ sao thì nghĩ đi. Nhưng cậu ấy tin rằng nó sẽ có tác dụng nhờ hiệu ứng của anh hùng vương. Quả thực thì Masayuki có biết trong trường hợp này nên nói gì đâu. Tất cả những gì cậu muốn là tránh nảy sinh thù địch trong lòng mọi người thôi. Và như mọi khi, nó đã thành công. Đấy, nhân vật chính thì nó phải thế. Chứng kiến những phản ứng của người dân, Masa tấm tắc về pha xử lý của mình. Mấy lời nói theo đúng chất đa cấp, chắc mọi người cũng biết câu trả lời rồi mà nhỉ. Hay tôi tin vào suy nghĩ của mọi người, bla bla ấy quả thực rất có hiệu quả. Cùng lúc này thì Minut đến gần Masayuki. Ông ta đi cùng một kỵ sĩ đô con với khuôn mặt nghiêm nghị và một bộ giáp kim loại toàn thân. Nhìn thấy cảnh đó, Masayuki sợ muốn vãi mọi thứ ra quần. Tuy nhiên, ông kỵ sĩ đó đã chào cậu với sự tôn trọng cao nhất. Rất hân hạnh được diện kiến bệ hạ Masayuki, anh hùng của vương quốc Inrasia và là hoàng đế của đế quốc phương Đông. Ồ vâng, Masayuki vừa nói vừa gật đầu như thể đã thấu hiểu lòng tôn kính của người kỵ sĩ. Tuy nhiên trong lòng thì hoàn toàn choáng ngợp, cảnh sát đến chào hỏi, không choáng làm sao được. Vua Archie, Masayuki nghe nói là đức vua đã bị ám sát, nhưng rõ ràng là Hinata không làm điều đó. Khi đang định cất lời để giải bày mọi chuyện thì kỵ sĩ kia đã ngắt lời thanh niên. Hãy yên tâm ạ, nếu bệ hạ đã lên tiếng đứng về phía cô ấy thì những nghi ngờ về quý cô Hinata đã được giải tỏa. Đúng hơn, chúng tôi, những kỵ sĩ của Inrasha sẽ không bao giờ nghi ngờ quý cô Hinata. Vậy chúng ta đã xác định được thủ phạm chưa? Vừa nói, Hinata vừa liếc nhìn vương tử Eric. Trước đó hắn ta đã đứng ở đài phun nước quan sát trận chiến của Vega và Reiner. Nhưng theo lệnh của Testa, Moss đã đẩy Eric rời khỏi chiến trường, mục đích là bảo vệ tính mạng cho thủ phạm. Giờ thì Eric đang run tất cả mọi thứ vì biết mình sắp phải lên thớt rồi. Thực tế đối với người thông minh thì chỉ cần phân tích một xíu tình hình là sẽ biết ngay Eric chính là chủ mưu trong vụ bạo loạn. Tiếc cái Masayuki không nằm trong số đó. Trông thấy Hinata nhìn về phía Eric nên thanh niên cũng ngơ ngác nhìn theo và vô tình chạm phải ánh mắt của hắn ta.
Tất nhiên, đó không phải là cú chạm mắt trao yêu thương như trong phim ảnh, bởi lúc này Eric bắt đầu cười to giống như kẻ điên loạn. Hù ho ho ho, tất cả đã kết thúc, vậy là ta đã bị hủy hoại. Và thế là bằng một thế lực thần thánh nào đó, Eric tự nhiên thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen dâu má gì thế này? Sao tự nhiên thằng đó tự khai ra hết vậy? Mà Sayuki đã tự hỏi như vậy khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thường thì mấy vụ như thế này, người ta phải tra tấn rồi lấy lời khai các kiểu mà. Thế nhưng mà Sayuki đâu có biết, việc cậu liếc nhìn đã khiến Eric tưởng đâu mọi tội ác của hắn đã bị nhìn thấu, đúng chất tấu hài của bộ truyện luôn. Thôi, đã đóng kịch rồi thì đóng cho chót. Và thế là Masayuki trưng ra bộ mặt như thế. À, bố mày biết hết rồi nhá. Từ đó tình hình ở Ingrasha thay đổi một cách chóng mặt. Có vẻ ngay Masayuki đã xác định được thủ phạm và giải quyết vấn đề. Vương tử Eric đã giết được vua bệ hạ, cha của anh ta. Kẻ chủ mưu đằng sau chính là Reiner, cựu chỉ huy kỵ sĩ. Điều đó có nghĩa là ngài Hinata. Reiner là tên khốn đã phạm sai lầm trong hội đồng lần trước đúng không? Hắn ta đã cố trả thù ngài Hinata bằng sự giúp đỡ của một con quái vật sao? Nhưng chính ngài Masayuki là người đã nhìn thấu tất cả và giải quyết tình huống khó khăn của ngài Hinata. Mặc dù đã trở thành hoàng đế của đế quốc phương Đông, nhưng ngài ấy vẫn nhớ đến chúng ta. Vâng, toàn bộ vấn đề được giải quyết khi Eric tự nguyện thú tội, còn Masayuki và Hinata chẳng cần làm gì thêm. Sau đó thì, ngài Masayuki, chữ Y kéo dài. Mấy lời tung hô mà chúng ta quá hiểu đó cứ thế vang vọng như điệp khúc bất tận. Người này truyền sang tai người kia, để rồi cả vương đô ngập tràn trong tiếng reo hò. Còn Masayuki chỉ biết lúng túng giơ tay lên như thể đang đáp lại lòng thành của mọi người. Khóe miệng thì khẽ co giật, có lẽ vì quá sốc rồi. Bộ mặt đó tương phản hoàn toàn với sự ngỡ ngàng của Hinata và nét hài lòng của Valrin. Sao cũng được, tố méo quan tâm nữa. Đó là cách nội tâm Masayuki đang gào thét. Có lẽ nếu thành tiếng thì nó còn to hơn cả âm thanh hò reo của mọi người dành cho cậu ấy. Thế là trong sự bất lực của Masayuki, cuộc biến động ở Ingrasha đã khép lại. Tuy nhiên, có vẻ cuộc đời Masa là một chuỗi ngày bất lực khi ngay ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thanh niên sẽ phải gánh chịu một cơn đau khủng khiếp. Nguyên nhân đến từ việc Rutoran đã sử dụng sạch sẽ năng lượng linh hồn của Masayuki, kèm với đó là vô vàn những nguyên nhân nhỏ nhỏ khác. Để chữa lành nó, thanh niên đã dùng đến mọi cách nhưng đều vô dụng, bởi đây là những cơn đau rất hiếm gặp khi được gọi là nỗi đau linh hồn. Và thế là Masayuki đành bất lực hứng chịu cơ thể mình bị dày vò, dù sao thì nó chỉ kéo dài thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Trở lại với trận chiến giữa Rimuru và Michael, sau khi chủ tịch tung ra con bài bất ngờ chưa và chạy như điên trong thế giới ngưng động, Michael đã hiểu được sự ngây thơ của mình. Từ đầu hắn cứ nghĩ Rimuru là một kẻ tầm thường, cho đến khi cậu ta đánh bại Valgrind thì nhận định đó đã được thay đổi vài phần. Từ đây, Michael đã xem Rimuru như kẻ thù và đề phòng nhiều hơn. Dù thế thì hắn chưa bao giờ nghĩ Slam đó là đối thủ của mình nếu có một trận chiến trực diện. Tất cả những gì đã và đang xảy ra chứng minh Michael quá ngây thơ. Thế giới ngưng động là nơi không phải ai cũng vào được, chết tiệt thật, còn Slam đó thật phiền phức, mà việc đã đi quá xa với kế hoạch rồi. Thực tế thì ngưng động thời gian là sản phẩm có được khi phân tích kiên nhẫn vương của Vechado. Đây là quyền năng bá đạo trong từng hạt tấm luôn chứ không phải hạt gạo nữa. Dù vậy thì nó sẽ vô dụng với những ai tự do thao túng được hạt thông tin. Hên cho Michael là kẻ trước mặt hắn, mà vương Rimuru lại làm được việc đó. Vì vậy để tránh hao tổn năng lượng, Michael quyết định tắt thế giới ngưng động và chơi trực diện với Rimuru. Sau khi hấp thụ nhân tố rồng từ hai long chủng, Michael đã có được sức mạnh to lớn, cơ thể cũng được tăng cường đến mức bất khả chiến bại và tràn đầy năng lượng. Đó chưa phải là tất cả, bởi với tư cách là kẻ đứng đầu các kỹ năng tối thượng thiên số hệ, Michael có thể phát huy hết những quyền năng mà mình đã phân tích và nắm giữ. Ví dụ từ kiên nhẫn vương của Vechado, Michael đã nắm được khái niệm cố định, thứ mang lại cho hắn khả năng phòng thủ hơn cả núp trong phòng ngủ. Dù không mạnh bằng vương cung thanh chi, nhưng nó hữu ích hơn, bởi khi phòng thủ bằng tuyết kết tinh thuẫn thì vẫn có thể tấn công kẻ địch được. Hơn nữa khái niệm cố định còn mang đến cho Michael khả năng ngưng động thời gian tối thượng. Chỉ cần có được nó thì ở trong bộ truyện khác, hắn ta có thể xưng bá giang hồ rồi. Tiếc cái đây lại là câu chuyện của Fields. Một ví dụ khác là cứu triệu vương của Valgrind, thứ tự hào với khả năng tấn công tối thượng, hay thông tin từ thuần khiết vương của Leon đã giúp Michael có thể tối ưu hóa năng lượng. Ngay cả những quyền năng cho cấp dưới mượn cũng thuộc về Michael luôn, tức là hắn có thể tự do sử dụng chúng theo ý thích của mình, giống như cách Michael sử dụng che giấu từ đoạn tội vương của Arios để ẩn nấp và quan sát Rimuru vậy. Tóm lại, với dàn kỹ năng, lượng sức mạnh khổng lồ như vậy thì Michael có thể tự tin hắn sẽ thắng bất kỳ trận rank nào mình có mặt. Dù tồn tại song song, thú xấu chưa đến 20% tổng sức mạnh đã bị Chloe đánh bại, nhưng Michael vẫn cực kỳ mạnh mẽ, số năng lượng đã mất giờ cũng được bổ sung lại đầy đủ rồi. Thế nên chỉ cần dùng hết sức phun nước bọt thôi thì Rimuru cũng chết quá. Nói vui thế thôi, chứ mức chênh lệch giữa chủ tịch và tên Manas này cũng đâu có lớn đến thế, chỉ tầm 10 lần mà thôi. Vỗ ngực tự xứng về sức mạnh của mình xong, Michael lại bắt đầu trầm trồ về khả năng của Rimuru. Nếu phải đưa ra lời nhận xét, hắn nghĩ rằng Rimuru đích thị là một con quái vật. Cậu ta đã né được toàn bộ đòn tấn công, ngay cả trước Nhật Long bá gia tốc lệ khởi cũng ngay lập tức bị nhấn chìm. Tất cả những điều đó khiến Michael không thể tin nổi. Nói cách khác, giờ hắn không còn cách nào để đánh bại Rimuru. Khi hắn ta hiểu được điều đó thì cũng là lúc trận chiến dần được định đoạt. Giờ đây trong đầu Michael, mối đe dọa của Rimuru đã tăng lên chóng mặt. Rõ ràng tên này không phải là một đối thủ dễ chơi. Tuy nhiên, nếu tấn công bất lực thì ta phòng thủ.
Đúng là giờ Michael không thể sử dụng vương cung thành trì, nhưng hắn vẫn có kiên nhẫn vương, thứ có thể phòng thủ cực kỳ kiên cố. Nghĩ đến đó, Michael kích hoạt tuyết kết tinh thuẫn bằng cách đóng băng hơi ẩm trong không khí. Dồn hết sức vào nó, hắn tạo ra một vật thể không thể phá hủy, bao bọc lấy bản thân. Tuy nhiên, hả, cái này mà cũng ăn được luôn. Vì một lý do nào đó, chính bản thân Rimuru cũng ngạc nhiên khi cậu tạo ra được một lỗ hổng trên tuyết kết tinh thuẫn. Ngươi vừa làm cái gì vậy hả? Michael hét lên đầy sửng sốt và hoàn toàn đứng hình. Ta đã ăn nó, Rimuru nói như thể đó là điều hiển nhiên. Ăn nó? Đúng vậy, đấy là khả năng của ta. Chà, ta cũng không nghĩ mình có thể ăn được cả kết giới đâu. Nhưng ta đoán là có thể đấy, nếu ngươi muốn thử. Với Michael, đây là một chuyện không thể nào. Hắn rất muốn hét lên rằng, ngươi đang nói cái mẹ gì thế? Michael đã hành động trên những phán đoán mà hắn cho là hợp lý. Sao có thể dễ dàng chấp nhận mấy thứ vô lý trước mặt mình như vậy được? Tuy nhiên, điều vô lý này đang hiện ra trước mắt Michael. Bằng cách nào đó, tất cả đòn tấn công của hắn đều bị vô hiệu, giờ đến khả năng phòng thủ cũng không còn nữa. Giờ mình nên làm gì đây? Đó là câu hỏi của Michael lúc này. Khi đó có một giọng nói điềm tĩnh thì thầm rằng Michael nên chạy ngay đi, và một giọng nói khác lại gợi ý hắn ta nên ở lại tìm kiếm thêm thông tin. Bởi vì có tồn tại song song nên dù thế nào đi nữa thì Michael vẫn có thể hồi sinh. Ngoài ra hắn cũng đã chuyển ra sức mạnh của mình cho Fillway, nên tóm lại là không cần lo về việc bị tiêu diệt. Nhưng thực tế thì có muốn chạy cũng không được. Mà vương Rimuru đáng sợ và bí ẩn đến mức mọi đường rút lui của Michael đều đã bị chặn rồi. Tôi đã cô lập khu vực này trong không gian ảo, với nó Michael sẽ không thể thoát được. Đó cũng là lúc Michael cảm thấy dường như mình đã nghe được giọng nói của ai đó. Thật là vô lý, nhưng rõ ràng giọng nói đó là sự thật. Ok thôi, nếu mọi việc đã như vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đánh bại mà vương Rimuru. Hừm, ngươi nên thấy ta thực sự nghiêm túc như thế nào. Sau lời tuyên bố đó, Michael triệu hồi ra thanh kiếm mạnh nhất từng được tạo ra. Đến đây, địa thần Deva. 1 giây, 2 giây và nhiều giây trôi qua, không có hiện tượng lạ nào xuất hiện và cũng chẳng thấy thanh địa thần đâu, nó đã không phản hồi lời triệu hồi. Hóa ra chủ nhân thực sự của thanh kiếm là Rutra, thế nên nó sẽ không bao giờ đáp lại lời kêu gọi của một kẻ giả mạo như Michael. Lúc này Michael rất muốn biết tình hình bên phía Fillway như thế nào nhưng lại không thể. Như chúng ta đã biết, Fillway đang nhập vào tồn tại song song của Rutra, thế nên Michael hoàn toàn có thể nắm bắt được tình hình thông qua đôi mắt của Fillway. Thậm chí Michael đã chuyển ra chức năng đó thành thứ như một quyền năng, thế nhưng hắn vẫn không thể đồng bộ hóa hoàn toàn được. Lý do là vì Michael đã chủ quan, hắn nghĩ rằng mình có thể liên lạc với Fillway để nắm bắt tình hình, nhưng không gian đã bị cách ly nên không liên lạc được nữa. Thua kéo này ta bảy kéo khác. Khi địa thần không đáp lại, Michael lập tức truyền thần khí và thanh kiếm trong tay hắn. Ủa, Rimuru bất ngờ khi chuẩn bị vung kiếm đáp trả cú chém của Michael, thứ khiến cậu thắc mắc là cái địa thần Deva gì đó sao rồi? Đừng bận tâm, vậy thì tốt thôi. Nhưng Rimuru cảm thấy nó hơi thiếu thuyết phục, triệu hồi kiếm xong chả thấy kiếm đâu à. Thế nhưng chủ tịch cũng chẳng có thời gian suy nghĩ khi thấy thần khí của Michael tăng lên. Sau đó hai người bước vào trận chiến cuối cùng bằng ma linh tử chạm Meshlas. Sau khi chiếm lấy cơ thể Rutra, Michael đã thành thạo kiếm thuật. Hiện tại hắn vẫn chưa tái tạo được kỹ thuật mạnh nhất của Rutra là tinh vương long thiểm bá, thứ mà Rutra mới nhét vào mồm Fillway lúc nãy. Thế nhưng Michael hoàn toàn có thể sử dụng kiếm thuật mạnh nhất bằng việc điều khiển linh tử. Ngoài ra linh tử băng hoại là một thứ rất hữu ích, vậy nên hắn ta quyết định tận dụng nó bằng cách tung ra siêu tuyệt kiếm thánh kỹ bằng ma linh tử chạm. Để đối phó với nó, Rimuru thực hiện một nước đi đầy quyết đoán, hư băng long, thiên biến vạn hóa. Như thế bày tỏ chút lịch sự với kẻ sắp chết, chủ tịch lần đầu tiên tung ra con bài tẩy của mình. Đó là một kỹ thuật đáng sợ, quỹ đạo của thanh kiếm thay đổi theo hàng trăm hàng nghìn hướng khác nhau, cắt xuyên kẻ thù bằng những chuyển động khó nắm bắt nhất. Sức mạnh của nó không chê vào đâu được và khiến mục tiêu phân tán như một bông hoa. Đây là thứ sức mạnh nằm ngoài tầm với của nhân loại, thậm chí một vài ma vương cũng có thể phải bó tay. Chính nhờ sự dẻo dai của một long chủng kết hợp với sự linh hoạt của Slam đã giúp chủ tịch đạt được một kiếm thuật mạnh mẽ như vậy. Ta đã thua sao? Michael nói vậy khi nhận ra cơ thể của mình đang tan rã. Và đó cũng là lúc toàn bộ những diễn biến trong video ngày hôm nay kết thúc. Cảm ơn em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.